Uh, xin chào anh chị các bạn thân mến Để mà kiểm tra cái lịch sử giao dịch uh, cổ phiếu của các anh chị Thì uh, có hai cách để anh chị kiểm tra uh, Một là anh chị vào cái phần đặt lệnh cổ phiếu nhé Sau đó anh chị vào cái mục là tra cứu nhé Sau đó thì anh chị hãy chọn cho mình Đấy ví dụ như tài khoản của anh chị là thường hay ký quỹ Mọi người rất lưu ý là có thể rất ở tài khoản ký quỹ nhá Sau đó anh chị chọn mã này Hoặc là chọn tất cả Trạng thái lệnh này Và cái khoảng thời gian, để anh chị trách nhé. Mình ví dụ như là tài khoản ký quỹ, cổ phiếu MBB đã giao dịch như thế nào. Thì đây chính là cái lệnh giao dịch này. Mọi người thấy chưa? Mua bán ở đây. Hoặc là tài khoản thường nhé. Ở đây tài khoản thường là không có này. Có thể là thời gian trước đây, tại vì mình là mình hay giao dịch ở tài khoản à, ký quỹ. Nên là nó sẽ không có đâu. Đấy, nhưng mà trước đây thì mình có giao dịch ở tài khoản thường này. À, ở đây thì họ sẽ chỉ cho mình kiểm tra trong vòng 1 năm thôi nhé đấy mình thấy chưa đây là danh mục các cái lệnh của mình này mình thấy chưa đó ở cách thứ hai ấy là các bạn có thể vào phần tiện ích nhé sau các bạn vào cái phần là tra cứu lịch sử thấy chưa đây ạ nó ngay cái mục cái uh, tab đầu tiên này đó thì các bạn ở đây các bạn có thể là sao kê tiền này sao kê cổ phiếu này tra cứu nợ này sự kiện quyền này lịch sử giao dịch cổ phiếu này ấy vân vân thì bây giờ mình ví dụ như là sao kê cổ phiếu chẳng hạn đúng không đấy thì mình cũng check tương tự như lúc nãy thôi đấy ví dụ như là mbb này được chưa ạ đấy mình có một cái lệnh này đúng không Đấy, mua mua mb này đấy, rồi tra cứu về uh, uh, sự kiện uh, quyền này quyền của cổ phiếu đó xem là trong cái tháng này có quyền gì không tra cứu ở đây đúng không ạ rồi tra cứu về lịch sử giao dịch cổ phiếu đó trong cái tháng này có không đấy mình có một cái lệnh này đúng không ạ đấy. cái này thì nó giống như cái phần tra cứu À, lúc đầu mình chia sẻ thì cái cái cách chia cứu nó rất là đơn giản như này thôi. À, mọi người nên dùng ở trên máy tính ấy, thì nó sẽ nhìn rõ hơn, nó thuận tiện hơn. Tuy nhiên ở trên à, điện thoại thì cái tab chức năng nó cũng tương tự như vậy. Mọi người phải để ý thật kỹ, để ý kỹ các tab chức năng các nút à, để mà bấm nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem cái video này. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng và đầu tư may mắn. À, nếu mọi người muốn vào nhóm học tập À, tích lũy của hòa thì có thể là quét cái mã ở cái phần mô tả ở trên video này và nếu mọi người muốn nhận một cái món quà của hòa về cách tích lũy à, các cái tài sản dòng tiền online thì có thể quét ở trên à, màn hình cái món quà mình tặng bạn mình sẽ gửi tặng bạn qua email hoàn toàn là miễn phí nhé xin chào và tạm biệt các bạn